Và đây là món cơm chiên kiểu Thái. Đặc trưng của cái món này trong đây sẽ có khóm, do đó là rất là ngon, rất là thơm luôn. Nếu như bạn nào chưa từng thử cái cách chiên cơm của người Thái mà dùng khóm, các bạn có thể là thử nha, rất là ngon. Đặc biệt nó sẽ làm cho cái món cơm của mình vô cùng là thơm ngon và ăn sẽ không có bị ngán nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cơm chiên kiểu Thái. Về nguyên liệu ở đây thì mình dùng là khoảng nửa ký tôm, lúc còn vỏ là mình cân nửa ký, sau đó mình sẽ lột vỏ sạch và mình sẽ lấy chỉ lưng, một ít lá quế, hành lá khoảng 150g, đậu que, một củ cà rốt khoảng 150g, nửa trái khóm khoảng 300g, không có đậu que thì các bạn dùng đậu Hà Lan cũng được. Ngoài ra thì các bạn có thể là dùng thêm bắp Mỹ cũng được nha, mình tách hạt ra. Ở đây mình có là khoảng 1,2 kg cơm. Cơm sau khi nấu xong thì các bạn phải để cho thật nguội thì mình rang nó mới ngon. Chứ cơm mà còn nóng quá thì nó sẽ bị ướt, rang nó rất là dễ bị dính với nhau. Ở đây thì mình sẽ có thêm là 2 quả trứng vịt. Không có trứng vịt thì các bạn dùng trứng gà cũng được nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Tiếp theo thì mình sẽ đi ướp tôm nha. Ở đây thì mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng canh tỏi phi, ướp cho nó thơm. Nửa muỗng canh nước tương. Nước tương thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Một muỗng canh dầu hào. Muỗng lưng lưng là được rồi nha. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên rồi mình ướp, mình để qua một bên nha. Cái phần này thì các bạn có thể là ướp mình để trong ngăn mát tủ lạnh, để cho cái phần tôm này nó được tươi, nó ngon hơn. Lá quế thì mình sẽ xắt hơi nhỏ nhỏ ra, hoặc là để nguyên lá tùy theo các bạn nha. Hành lá mình cũng sẽ xắt nhuyễn ra luôn. Đậu que thì mình cũng sẽ xắt hạt lựu ra luôn. Cà rốt thì mình cũng sẽ xắt hạt lựu. Phần khóm thì mình cũng sẽ xắt hạt lựu, và lưu ý các bạn khi chọn khóm thì các bạn cũng phải chọn cái loại chua chua ngọt ngọt thôi, đừng chua quá ăn cũng không ngon. Đặc trưng của cái món này là phải có khóm. Mình cắt hạt lựu nhỏ nhỏ ra. Cái khóm này dùng nhiều ít tùy các bạn nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào chảo một ít dầu ăn để mình đi xào cái phần tôm này nha. Mình sẽ xào với lửa lớn. Các bạn để lửa lớn xào á, đừng cho nó bị ra nước nhiều. Xào cho chín luôn nha. Tôm vừa đã chín rồi nè, mình sẽ lấy ra.
Mình cho vào chảo lại một ít dầu ăn nha. Mình sẽ xào cái phần khóm này trước. Xào với lửa lớn. Sau khi xào với lửa lớn khoảng 2 phút, bây giờ mình sẽ cho tiếp tục phần cà rốt và đậu que vào. Vẫn để lửa lớn để xào nha. Cái này để lửa nhỏ quá nó dễ ra nước nhiều lắm. Cho vào đây nửa muỗng canh hạt nêm. Rồi mình sẽ xào từ từ đến khi nó chín nha. Sau khoảng 8 phút xào giờ nó chín rồi nè. Khô ráo như vậy là được nha. Các bạn xào mà ướt quá mình cho vào con nó bị nhão. Rồi giờ mình sẽ lấy ra. Mình sẽ cho vào chảo một ít dầu ăn để mình chiên trứng nha. Dầu nóng nên mình sẽ cho trứng vào. Khuấy nó ra. Cho cơm vào. Để lửa lớn nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Với lại mà khi rang cơm thì cái cơm các bạn nấu hơi khô khô một chút. Rang sẽ ngon hơn. Mình sẽ xào cho cái cơm này nó tơi đều ra nha. Cơm đã tơi đều rồi, giờ mình sẽ nêm gia vị vào nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng canh hạt nêm. Nửa muỗng canh đường. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh tỏi phi cho nó thơm cơm nha. Một muỗng canh nước tương. Sẽ trộn đều lên. Giờ một nguyên liệu không thể thiếu cho món này là bột cà ri. Bột cà ri thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê bột cà ri. Hoặc là ít hơn tùy các bạn. Nhiều hơn ít hơn thì tùy các bạn điều chỉnh lại. Trộn đều lên. Nãy giờ thì mình rang cơm đều với lửa lớn hết nha. Cho cơm nó tơi nè. Nếu các bạn thích ăn cay có thể cho một ít ớt bột vào đây nha. Cái đặc trưng của món Thái là thường cay. Mình trộn đều cho cơm nó tơi nè. Gia vị nó tan ra. Mình xào nãy giờ cũng khoảng được 8 phút rồi nè. Các bạn xào thì thấy cái cơm nó tơi đều, nó khô ráo rồi nè. Rồi mình mới cho cái phần rau củ vào. Cho luôn tôm vào mình xào nha. Vẫn để lửa lớn để xào. Trộn đều lên. Mình sẽ dàn vào đây thêm một ít nước tương nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại. Mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê nước tương thôi. Cái này cũng bằng 1/3 muỗng canh. Rang cơm thì mình không cần phải cho nhiều đường. Rồi mình sẽ xào đến khi mình thấy nó tơi đều, nó khô ráo là được. Xào thêm vài phút nữa là được rồi.
cái bột cà ri á, mình dùng một lượng vừa phải có một chút rồi các bạn, cho nó không có ảnh hưởng nhiều tới món ăn. Kiểu như mình ăn cơm này, cái mùi cà ri nó không có bị lấn áp, nó chỉ tạo thêm một cái hương vị đặc trưng cho món này thôi. Khi mà cơm gần chín thì mình hãy cho hành lá vào, một ít tiêu, rồi mình xào thêm khoảng một phút nữa cho hành lá nó mềm nha. Cực kỳ là thơm luôn, rất ngon. Trước khi tắt bếp cho lá quế vào, rồi tắt lửa, trộn đều lên, coi như là xong nha. Món này làm nhanh gọn đơn giản nữa. Bây giờ mình sẽ múc cơm ra dĩa nha. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Món cơm của mình rất là ngon các bạn. Như mình đã nói thì lượng cà ri mình cho vào rất là ít, do đó là nó chỉ là một cái gia vị thêm vào để hỗ trợ cho món ăn. Chứ trong cái món này, mùi đặc trưng của món này không phải là mùi cà ri, mà thay vào đó là mùi thơm nhẹ của khóm, do đó rất là ngon, không có bị ngán nữa. Phần tôm giòn, ngọt rất là ngon, do mình xào riêng á, nên mình dễ kiểm soát được độ chín của nó. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.